Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nhằm đảm bảo kịp thời tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, tăng tỷ tỉ lệ tiêm chủng cho người dân, đảm bảo người dân được tiêm đủ mũi vaccine theo quy định, đảm bảo hiệu quả và an toàn. Sở Y tế Tây Ninh vừa có công văn về việc tăng tốc độ tiêm mũi 2 vaccine Pfizer cho người đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna, cụ thể như sau. 1. Trong trường hợp không đủ vaccine Moderna để tiêm nhắc mũi 2, có thể sử dụng vaccine Pfizer cho những người đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna đủ thời gian mà không có vaccine Moderna để tiêm mũi 2. Đồng thời, các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch lên danh sách đối tượng tiêm và thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng, đảm bảo hiệu quả, tính an toàn của vaccine để tạo sự đồng thuận cao. Tất cả các trường hợp tiêm chủng đều phải được tư vấn và điền đầy đủ thông tin phiếu đồng ý tiêm chủng. 2. Cho phép mỗi điểm tiêm tiêm trên 100 người trên một ngày trên một bàn tiêm, nhưng mỗi 100 người ngưng 2 tiếng để chuẩn bị tiếp tục đợt tiêm tiếp theo, sau đó tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng. 3. Nâng cao mức độ tiêm chủng tại các huyện thị xã thành phố lên cấp độ 3. 100% các xã, điểm tiêm tại các cơ sở công lập ngoài công lập được kích hoạt, đặc biệt ứng dụng triển khai các điểm tiêm lưu động phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố, tùy theo tình hình địa phương, quy động tối đa các cơ sở tiêm chủng công lập ngoài công lập trên địa bàn. 4. Theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng. Sau khi kết thúc thời gian sau tiêm chủng, tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 theo mẫu quy định, hướng dẫn đối tượng tiêm vaccine tự theo dõi tại nhà. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin. Thông tin cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ www.ttv11.com.vn Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thân mến, chào tạm biệt.